Okay. Đây mình có đúng chưa? Ở đây mình có là cái phần update như thế, cái battery nó lên đến 100 đề. Thế nếu mình không có khả năng nói nhiều lắm thì cái quan trọng nhất là bắt quay vào battery, đúng không? Battery thì tôi nói đến đâu thì nói thôi. Ví dụ như cái phần frame cái khung một này, người ta nói là bạn sống ở đâu thì cái này thì cũng giống rồi đúng không? Cái work on study giống, nói chung là hai cái khung này các bạn bắt buộc mình phải tự ở nhà rèn, nó phải là chắc chắn là một trong hai cái khung này luôn để mình kiểm tra. Tức là hôm sau thì nó sẽ là work on study một trong hai cái đó, được chưa? Nhá, nhớ chưa? Chọn một trong hai cái khung này bắt buộc phải về nhà học thuộc lòng hai khung đấy nhá. Tiếp này bây giờ đến cái phần tiếp theo là phần đây. Ví dụ như cái này thì rồi trước mình cũng có rồi, ví dụ như là cậu đã học về những cái môn học science lesson ở trường chưa, thì did you enjoy science lesson at school, thì cái đấy mình sẽ nói là thứ nhất đầu tiên là mình sẽ nói là gì đấy ạ, nếu các bạn giỏi giỏi những môn khoa học là những cái môn như kiểu là môn gì, môn toán này đúng không, môn lý này đúng không, môn hóa này đấy, kiểu kiểu như vậy, nếu mà các bạn thực sự là những người mà giỏi những cái môn đấy thì bạn sẽ nói là yes of course đúng không ạ, a school I learn English, I learn gì nhỉ, math đúng không, gì nữa, physics này và chemistry đúng không, they are compulsory subject and I really enjoy it đúng không, because đúng không, I found it really interesting and fascinating when we learned about the some relocation, đúng không? How the earth works chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta học về một vài quy tắc khi mà làm thế nào để trái đất vận động chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là một vài những cái basic regulation, cái quy tắc cơ bản, đúng không ạ? Của cái physical, the earth, của cái thế giới vật chất bên ngoài chẳng hạn. Thì đây mình sẽ nói về cái enjoy, đây mình hiểu là mình sẽ nói về cái việc của mình thích nó như thế nào này, đúng không ạ? Và ví dụ như là mọi ngày thì mình dành ra bao nhiêu thời gian, dành ra bao nhiêu thời gian để học nó, thế là mình enjoy thế thôi. Mình nói là gì, I find all the science lesson at school not really fascinating and I even get spent 2 hours hoặc là 3 hours đúng không? One day đúng không? To learn about it, để học về nó. Ví dụ thế chẳng hạn. Thì cái sự enjoy này mình sẽ thể hiện ra cái là mình thích, mình học, mình lôi cuốn này, mình có thể dành 2 đến 3 tiếng một ngày để học nó, đúng không? Tiếp, cậu có muốn biết nhiều hơn về science không? Thì mình sẽ nói là to be honest, science lesson are really difficult. Các bạn về cái khoa học rất là khó đúng không ạ, và nói thật với bạn là gì, I'm not really good at đúng không, learning science lesson even đúng không, I feel it very attracting, mặc dù tôi nghĩ là nó rất là thú vị nhưng mà tôi vẫn cảm nhận là gì ạ, tôi không giỏi về nó đúng không ạ. So I think I only the finish all the science lesson at high school, tôi chỉ cần hoàn thành những cái gì ạ, chương trình học khoa học trường thôi, I think it's enough for me, như vậy đủ với tôi rồi đúng chưa. Ví dụ như thế, đấy là mình nói về cái việc của mình không kiểu là không giỏi lắm nhá. Câu tiếp là cậu có gì ở xem program on TV không, thì cái xem program trên TV thì thường là những cái ví dụ như là một số những cái chương trình thí nghiệm này hoặc là một số cái chương trình khảo cổ ấy, trên TV ở về toán này. Thì mình sẽ nói là gì, như tôi nói với bạn đúng không, gì đấy, tôi chỉ học những cái xem lesson ở trường thôi đúng không ạ, và tôi thực sự là không có thời gian để xem nhiều trên TV, mặc dù là tôi thấy nó thú vị nhưng mà nó quá khó đối với tôi để tìm hiểu, cho nên tôi không dành thời gian để xem bất kỳ đúng chưa. Thế thôi thì mình sẽ nói là to be honest with you, I only learned all the science lesson at school because they are very challenging for me. I only learn it at school and I don't spend much time watching some science programs on TV. However, in the future, what if I have a child, I think I will watch some program. Nếu mà trong tương lai tôi có cơ hội, tôi nghĩ là chắc là tôi cũng sẽ xem một vài cái chương trình đúng không? Tức là mình sẽ nói thêm về cái tương lai đúng không? Thế này, cái science museum tức là những cái bảo tàng liên quan khoa học có phổ biến cho các nước bạn không? Thì nói là mình sẽ nói luôn là gì đấy ạ, đất nước mình thì có khá là nhiều bảo tàng, nhưng mà hầu như những cái bảo tàng là chủ yếu là liên quan đến gọi là dân tộc học và lịch sử, được chưa? Rất là ít những cái gì bảo tàng liên quan đến khoa học. Thì mình sẽ nói là gì, to be honest, there are many types of museums in my country. However, yeah, all those museums are talking about the historical and ethnologic. Ethnologic là cái từ này, cái từ mà về thuộc về dân tộc học ấy, cái này. Là thường nghiên cứu về, thường các museum của chúng ta sẽ là về historical này,
historical này. Và thì ethnic hoặc là ethnologic cũng được đúng không? Ethnic value tức là nói về những cái giá trị liên quan tới nhà lịch sử và giá trị liên quan đến nhà dân gì nhỉ? Là dân tộc đúng không? More than the same content, hơn là những cái nội dung liên quan đến khoa học đúng không ạ? Because thì almost the young people đúng không? Hầu hết những tất cả những người Việt Nam thì làm sao nhỉ? They like đúng không? Something relating to history. Họ thích những cái liên quan đến lịch sử nhiều hơn. Đấy, ví dụ như thế. Rồi thì câu này là lịch sử này, cậu có thích lịch sử như là những môn học ở trường không? Lần cuối cùng cậu học lịch sử với cái gì? Thì cái câu này chúng ta đã từng nói với nhau rồi, cậu có thích lịch sử như môn học không thì mình cũng nói luôn đó là gì đấy ạ? You know history đúng không? Is included đúng không? In my school curriculum. Nên môn lịch sử là môn mà được bao gồm trong chương trình học của chúng tôi. So thì we must learn history at school, cho nên chúng tôi bắt buộc phải học cái lịch sử nhỉ? To be honest with you, I find history a little bit boring. Thực sự các bạn là tôi nhận thấy lịch sử có một chút là mình tẻ nhạt đúng không? Because I'm not good at memorizing all the events or numbers. Tôi không phải là người giỏi nhớ những cái sự kiện hoặc là nhớ những con số, được chưa? Đấy. Và hai nữa là mình có thể là moreover hơn nữa là my teacher often use the traditional teaching method. Cô giáo tôi thì thường thường xuyên là sử dụng những cái biện pháp gọi là truyền thống đúng không? Để dạy. Ví dụ thế thì mình có thể nói về cái việc đấy. Tiếp, lần cuối cùng mà bạn đọc về một cuốn sách về lịch sử là khi nào? Thì mình sẽ nói là gì nhỉ? I remember the last time when I read, đúng không ạ? History Costbook at school. Đó là một quyển sách về gì? Khóa lịch sử, đúng không ạ? Ở trường. Đấy, mình sẽ nói về cái gọi là history textbook nha các bạn nha, được chưa? As I mentioned above, history is a compulsory subject, so we must learn history till the rector. Đó là một học bổng bắt buộc, cho nên chúng tôi sẽ phải làm sao đây học cho tận năm lớp bao nhiêu, lớp 12 đúng không? The last time my teacher taught me đúng không? The history relating to the independent days, cái bài học cuối cùng gần đây nhất mà cũng dẫn tôi là lịch sử về cái nhà Independence Day, tức là cái ngày độc lập chẳng hạn. Tức là các bạn ở đây các bạn sẽ nói nhá, cái lần cuối cùng đọc sách là khi nào? Mình sẽ nói cái lần cuối cùng mình đọc sách là gần đấy nhất, đó là vẫn là chữ chương trình lớp 12, bởi vì lịch sử là môn gì nhá bắt buộc này. Sau đó mình sẽ viết cùng một cái tên nhé, tên của một cái bài học lịch sử gần đấy nhất. Sure. Have you visited any history museum? Cậu đã từng ghé thăm kỳ một cái bảo tàng lịch sử nào chưa? Thì mình sẽ nói là gì nhỉ? As I mentioned above, there are many museum, history museum in my country. I especially remember, I had a chance to visit, ethnic history museum in Hanoi. Tôi từng nhớ là tôi đã từng có cơ hội tới thăm đến một cái bảo tàng dân tộc học đúng không ạ? Ở Hà Nội đúng không? At that time I was a student at grade 12 or at grade 11 chẳng hạn đúng không? My school held a field trip. Chúng tôi đã tổ chức một cái chuyến dã ngoại đúng không? To visit a history museum đúng không? To learn about the traditional value of Vietnam. Để có thể tìm hiểu những cái giá trị văn hóa Việt Nam chẳng hạn. Thì cái việc mà history ở museum này mình sẽ nói đến cái history museum ở Cầu Giấy District ở Hà Nội ấy, đó là cái bảo tàng dân tộc học nhá. Ethnic nó là ethnic history museum, và mình sẽ nói đến là một cái field trip, là một cái chuyến gọi là đi dã ngoại của trường, được chưa, do cái trường tổ chức này. Tiếp này, do you like watching documentary or movies? Tức là cậu có thích xem những cái bộ phim gì mà liên quan tới lịch sử không? Thì mình sẽ nói là gì đấy, tôi được học lịch sử mọi thông qua sách giáo khoa đúng không, và tôi cảm thấy rất là kiểu như là gì đấy, chán đúng không, cho nên tôi nghĩ là nếu như mà xem một cái phim tài liệu hoặc một phim thì nó sẽ khiến cho tôi sẽ có gì nhỉ, có giàu trí tưởng tượng hơn đúng không, và tôi sẽ cảm thấy một lịch sử nó thú vị hơn, dễ nhớ hơn. Thì mình sẽ nói là gì, history is in a traditional way to at my school. So I feel that learning history is very boring. However, if history is taught by documentary or movie, I think it will be more interesting. And I can imagine about the event and can memorize all the event best. Tức là có thể nhớ được những cái nội dung, nhớ được những cái sự kiện tốt hơn chẳng hạn. Đấy, thì mình có thể nói như thế nhá. Tiếp, cái sự kiện lịch sử nào mà bạn nhận thấy thú vị thì what historical event do you find most interesting? Thì mình sẽ nói về
cái sự kiện năm 1945, hoặc là cái sự đấy cái sự kiện mà Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ nói tiếng Nhật I remember, đúng không? Thì là in 19 thì 40 45, đúng không? When the Uncle Ho thì stood in front of so many people and declare our independence. Cái thời điểm mà gì nhỉ? Bác Hồ chúng tôi đứng lên trước mọi người luôn, declare our independence, tuyên bố về gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái nền độc lập của chúng tôi, đúng không? His voice was really impressive, cái giọng của Bác Hồ thực sự là gây ấn tượng, đúng không? Và thì nhỉ, khiến cho tất cả chúng tôi đều cảm thấy tự hào chẳng hạn, đúng không? Make all the algorithm khiến tất cả người đọc giả như chúng tôi, đúng không? Feel proud of our country, tự hào về đất nước tôi chẳng hạn. Đó thì mình có thể nói về cái thời điểm đấy nhá, cái thời điểm mà khi mà mọi người gọi là gì đấy được nghe Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập nhá, thì mình sẽ nói là đấy chính là cái event, cái sự kiện, đúng không, mà Bác Hồ làm sao đấy stood out, đứng on the square, ở trên quảng trường, đúng không, đây để có thể là declare, tuyên bố our independence. Được chưa? Và sẽ mình sẽ nói đây, đấy là một cái thời khắc mà có thể là unforgettable, đúng không? Rồi cái gì? Đây mình sẽ nói là nó là một cái unforgettable moment, một cái thời điểm gọi là gì đấy đáng nhớ không thể quên, đúng không ạ? Với gì đấy tất cả gọi là gì nhỉ? Vietnamese, những cái cư dân của Việt Nam, đúng không? Và mình sẽ kiểu như là awaken, khơi dậy cái niềm tự hào chẳng hạn, đúng không ạ? Awaken their thì đấy right, niềm tự hào của họ, đúng không, về dân tộc đó, ví dụ thế. Thì mình sẽ có những cái thêm một ý, mình chỉ cần nói như vậy thôi. Đó là cái sự kiện mà Bác Hồ đứng trên quảng trường để đọc bản tuyên ngôn độc lập, đúng không ạ? Và thì đấy là một cái thời điểm khó quên, đúng không, thời điểm lịch sử, thời điểm unforgettable historical moment, đúng không ạ, cho tất cả những người khi gì đấy, cho tất cả những người Việt Nam, đúng không ạ, nói chung, đúng không, và nó đánh thức cái niềm tự hào cho họ đó, vậy thôi. Sau đó người ta là bạn có nghĩ là lịch sử quan trọng không, thì như cái này cô cũng nói rồi, mình sẽ khẳng định là history is really important, lịch sử vô cùng quan trọng, bởi vì làm sao đây à, through history, thông qua lịch sử we can learn about origin, chúng ta có thể tìm hiểu về cái thứ nhất là our origin, nguồn gốc của chúng ta này, đúng không ạ. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể biết được về những cái gọi là gì đấy, những cái mà tất cả những người anh hùng, biết được về những cái heroes, những vị anh hùng chúng ta này, đúng không, cùng với tất cả những cái gọi là gì đấy, những cái thành tích, đúng không, những cái chiến tích mà đạt được, biết về nguồn gốc, biết về những anh hùng, biết về những cái giá trị, nó là traditional and cultural, giá trị về văn hóa và giá trị về truyền thống này, đúng không ạ, để từ đó chúng ta có thể làm sao đấy chúng ta có thể gì gìn giữ, đúng không, preserve, giữ gìn này và bảo vệ, đúng không ạ, giữ gìn và bảo vệ, đúng không, đấy, giữ gìn là bảo vệ chúng để có thể phát triển về sau. Thì mình sẽ nói là gì đã of course history is very crucial, đúng không, for our life, because đúng không? So history we can learn about our origin and we can learn about the hero, đúng không, with his sacrifice, đặc biệt của những vị anh hùng, những sự hy sinh của họ, đúng không? Hero là nam anh hùng, cho mình dùng his nhá, được chưa? Đó, đúng không? And the one more thing được. Tìm hiểu và giữ gìn, đúng không, người ta dân tộc. Cậu có thích xem những chương trình trên TV về lịch sử không? Thì mình sẽ nói luôn là gì đấy nhỉ? As I mentioned above, I really like, đúng không, learning history, đúng không, through the video and the program, because đúng không? It's the easiest way, đúng không, for me to memorize, đúng không, about all the event in history. Rồi, như tôi nói với bạn là gì đấy ạ, là tôi rất là thích tìm hiểu về lịch sử, đúng không ạ, thông qua những cái gọi là gì đấy ạ, về hình ảnh, cũng như là thông qua những cái gì liên quan tới gì đấy ạ, chỉ như những cái sự kiện, đúng không, bởi vì là đấy là một cách easiest way, cách dễ nhất để cho tôi có thể ghi nhớ được chúng. Cậu có nghĩ rằng Internet là một cái nơi tốt để có mà tìm hiểu về lịch sử không? Thì mình sẽ nói là
To be honest, you can find a wide variety of the history content on the internet. Bạn có thể tìm thấy rất là nhiều những nguồn đa dạng đúng không, về lịch sử trên internet đúng không. However, it's difficult for you to choose đúng không, what is really exact hoặc là what is true. Nhưng rất là khó để cho bạn có thể xác định cái nào là chính xác và cái nào là sự thật. So I think đúng không, you should learn history through the cost book, thông qua sách giáo khoa chẳng hạn đúng không, hoặc là some history book đúng không, một vài quyển sách. Cái public transport này thì mình cũng dùng này đúng không, cái free time, cái này thì cũng dễ. Cái câu mà kiểu cậu thích đi tới rạp chiếu phim không, hoặc là cậu thích làm những hoạt động gì vào cuối tuần, những cái này sẽ là những cái mà có thể nói là mình dễ nói nhất luôn đấy ạ nhá. Number, đây là một cái chủ đề mới này, đây là một chủ đề mới này. Người ta hỏi là what numbers do you like, cái số nào mà cậu thích. Thì ví dụ như các bạn thường ấy là các con nên nói là ví dụ như là gì đi ạ, tôi thường thích số này, bởi vì là ví dụ với số này thì tôi thấy là nó thường là mang may mắn tới cho tôi đúng không. Và hầu như tất cả những người Việt Nam cũng rất thích con số này, ví dụ thế chẳng hạn đấy mình nói. Các bạn nào thích số 9 không, số 9 chẳng hạn, số 8, số mấy chẳng hạn, thì mình có thể ví dụ mình có thể nói là to be honest đúng không, number 9 đúng không, it's my lucky number, because every time when I take the entrance exam hoặc là important exam đúng không, when I receive the number of candidates like number 9, of course I will get a high result. Tức là đấy là con số may mắn của tôi, bởi vì là bất cứ khi nào đi thi mà tôi nhận được cái number of candidates, tức là cái số thứ dự của thí sinh ấy đúng không, mà nó là number 9, thì nó đều gọi là mang lại cho tôi những cái higher result, cái kết quả cao hơn chẳng hạn, ví dụ thế đúng không. Mình có thể dùng như thế chẳng hạn, hoặc là mình sẽ nói là gì? To be honest, I don't have any number which I really, which I especially like. Tôi chẳng có số nào mà tôi thực sự thích cả. However, I always try to avoid number 4 and number 30, because in my country, almost the people think number 4 and number 13 is a bad number. Ví dụ thế chẳng hạn. Nói thật đấy bạn, là tôi không có một cái số nào mà đặc biệt mà tôi yêu thích đâu. Tuy nhiên là tôi vẫn cố gắng tránh số 10, số 4 và số 13, bởi vì là theo ở đất nước tôi thì người ta có là đây là những cái số không may mắn đấy, nói như thế được, được chưa. Tức là mình sẽ phải đưa ra cái việc mình thích hay không thích, và đưa ra cái gì mình nghĩ là không may mắn nhá. Nào tương tự này, cái con số nào là quan trọng với bạn, cái con số này quan trọng với bạn, thì cái này có thể nó sẽ, các con nên nói cái số mà nó liên quan đến cái tuổi của các con, với lại một cái gọi là milestone, tức là một cái bước ngoặt trong cuộc đời ấy, nó quan trọng. Thì mình sẽ nói đấy là cái con số nào nó quan trọng với bạn, mình sẽ dùng cái đấy, được chưa. Mình sẽ nói là I think đúng không, number 12 chẳng hạn đúng không, hoặc là number 18 đúng không, it's really important for me, thực sự là quan trọng đối với tôi, because đúng không, when I reach the age of 18, it means I am grown up enough đúng không, to understand and to make my own decision. Đó là cái lúc mà tôi đủ trưởng thành đúng không, nhưng tự đưa ra cái quyết định quan trọng của đời mình. And also it's the most important milestone in my life. Đó cũng là cái bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, because đúng không? I will join the university life. Tôi bắt đầu bước chân vào cuộc sống đại học đúng không. Thì đấy, thì mình có thể nói về cái số quan trọng nhất của đời mình là số 8 đúng không, vì khi mà chạm đến số 18 tuổi nhá, thì mình sẽ như thế nào, là mình sẽ chạm đến số 18 tuổi thì mình sẽ gọi là gì đấy, bắt đầu gọi là đủ trưởng thành này, grown up enough này, và tự make decision, đưa ra quyết định này, và nó là một cái the most important milestone, bước ngoặt quan trọng của đời, được chưa, nhớ nha. Thế này, can you remember phone number, cậu có thể nhớ được số điện thoại không. Thì mình sẽ nói ví dụ như mình nói là to be honest with you, I'm a little bit ashamed, tôi có một chút xấu hổ, because I'm a forgetful people, tôi là người rất là hay quên. However, đúng không? With the most important person in my life, like my father, my mother, my sister and my brother. Of course, I will remember all of their phone number. Được chưa? Tức là tôi nói thật với bạn, tôi hay quên lắm. Nhưng mà đối với những người quan trọng của cuộc đời của tôi như bố, như mẹ, anh em, cha thì chắc chắn tôi nhớ rồi, đúng không? Bởi vì họ là những cái gì nhỉ? Là những người mà gì nhỉ? Đóng một vai trò rất quan trọng, và gì nhỉ? In any emergency đúng không? Situation, bất kỳ một tình huống khẩn cấp này đó, they are the person đúng không? I think first, họ chính là người mà tôi nghĩ tới đầu tiên, được chưa? Thì mình sẽ nói cái đấy nhá.
Cậu, do you need to use the numbers in the future? Bạn có cần sử dụng những con số này trong tương lai không? Thì mình sẽ nói numbers are very important, đúng không? In all the jobs in the future. Tức là có những con số là những cái mà nó rất là quan trọng, đúng không? Trong mọi công việc trong tương lai, đúng không? You know my dream job, đúng không? Is to become a cái gì đấy. Ví dụ như các bạn muốn trở thành một người làm kinh tế chẳng hạn, một quản lý chẳng hạn, đúng không? Mình sẽ nói là my dream job to become a manager of hotel. So the numbers is very important in our life. Cho nên là cái số lượng nó rất là quan trọng trong cuộc sống của tôi, đúng không? Mà nó là một cái gọi là gì đấy, indispensable part of in our life, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Hoặc là nếu không mà mình nói là gì nhỉ? Bạn có cần sử dụng con số trong tương lai không, thì mình có thể nói là gì, đơn giản hơn là gì, in the future, đúng không? I want to become a teacher, so I don't use the number very often. Tôi không sử dụng số lượng con số quá thường xuyên. However, tuy nhiên, đúng không? I think when I have a small family, thì tôi có một gia đình nhỏ, đúng không? I must pay attention to the number. Tôi sẽ phải chú ý tới những con số này, đúng không? Because it's number half thì they're all to the meaning. Vì mỗi con số sẽ mang cái giá trị, những cái giá trị và ý nghĩa riêng, đúng không? Ví dụ thế chẳng hạn. Tiếp, cậu có là người giỏi toán không? Thì cái câu này nó tùy ở mỗi người các bạn trả lời thôi. Thì mình sẽ nói là tôi to be honest, đúng không? I'm not good at math, đúng không? With math I only get 7 hoặc là gì nhỉ? 8 point on average. Tôi chỉ nhận được 7 hoặc là gì nhỉ? 8 điểm ở gì nhỉ? Ở môn toán thôi, đúng không? Instead thay vào đó, đúng không? I'm really good at thì some thì nhỉ? Chẳng hạn như là một vài cái môn gọi là gì nhỉ? Anh nói gì, một vài cái môn khoa học khác, đúng không? Ví dụ như là vật lý chẳng hạn, đúng không? Bên cạnh đó thì gì đấy, I can be good at, đúng không? Some other subject, đúng không? Like physics chẳng hạn, and chemistry chẳng hạn. Đó. Thì mình nếu mà mình nói mình không giỏi môn toán thì mình sẽ nói là mình sẽ có những môn khác mình giỏi nhá. Câu này thì mình cũng nói rồi này. Câu này cũng có trong đấy rồi này. Đây. Câu này cũng là cái mới này, pen và pencil này. Cái nào mà bạn thường xuyên, cái nào mà bạn thường sử dụng? Bút mực hay là bút mực hay là bút chì? Thì mình sẽ nói là which one do you often use, pen or pencil? Thì mình đầu tiên mình phải trả lời là pen hay pencil trước nhá. Đúng chưa? I think it's difficult for me to answer this question because, đúng không? I use pen or pencil, đúng không? Very often and they are equally important. Đúng không? Họ quan trọng với nhau, chúng quan trọng với nhau. Đúng không? Because almost of my test now are designed in the multiple choice answer. Hầu như tất cả những cái câu bài test của chúng tôi là đều được design, được thiết kế bằng multiple choice answer. So I use pencil, đúng không? Very often, đúng không? To color the answer. Tôi sử dụng cái đó cũng chỉ thường xuyên để có thể gì ạ? Tô màu đáp án, đúng không? And I drop my answer và nhắc cái câu trả lời của tôi. However, đúng không? Tuy nhiên, đúng không? With some other subject like literature, đúng không? Như là môn văn, đúng không? Hoặc là gì đấy, physics, hoặc là những cái môn như là gì? History, đúng không? Và thì tôi thì nhạc I use nhạc pen, đúng không? To write the notebook, tôi sử dụng bút để mực để có thể nhạc viết nó. Như vậy thì mình sẽ khẳng định luôn nhá. Bởi vì là tất cả những bài test bây giờ được thiết kế ở dạng multiple choice, đúng chưa? Answer này, cho mình sử dụng pencil để color the answer này, để tô màu đáp án này, và sử dụng pencil để draft tức là để gì ạ, để nháp này, đúng không ạ? Và mình sử dụng pen với một số môn thì là môn lịch sử và môn gì ạ, môn văn, đúng không? When was the last time you bought a pen or pencil? Lần cuối cùng và bạn mua cái bút mực của bút chì đó, thì mình nói một cái kiểu nó rất là kiểu như là ấy luôn ấy, là gì nhỉ, nói thật với bạn là gì đấy, tôi làm sao đấy, tôi thay bút mực và thay bút chì rất là thường xuyên, đúng không? Cho nên tôi cũng chẳng nhớ được là lần cuối cùng tôi mua khi nào nữa, đúng không? Thường là ví dụ là tôi thường thì mua bút mực và bút chì là cứ khoảng ví dụ như mình nói có thể 10 times đúng không? A week hoặc là 10 times a month chẳng hạn, 10 lần một tháng chẳng hạn. Đấy, thì mình thay vào đấy nhá. Thì mình sẽ nói là gì nhỉ? To be honest with you, đúng không? I change my pen or pencil very regularly. So I didn't remember the last time when I bought the pen or pencil. But I think I often buy a pen or pencil 5 times a week. Ví dụ thế, được chưa? Nhưng mà tôi không nhớ được cái lần cuối cùng là tôi mua khi nào nữa, vì tôi thay bút rất là thường xuyên, đúng không ạ? Nhưng thế nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ thay khoảng 5 lần trong một tuần đấy, đúng không? How do you think if someone send you a pen as a gift? Bạn nghĩ thế nào nếu một người gửi cho bạn một cái bút như là món quà?
thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Pen is regarded as a good gift, đúng không? A gift card. Có thể nói là bút mực thì nó là một cái món quà, để xem như món quà rất là tốt trong thời điểm này. Because I am a student, so maybe someone want to give me a pen, with the hope that I can be hard and I can study better in the future, đúng không? So I think I will respect it. Đấy. Ví dụ như là cái bút này thì nó có thể là một cái gọi là món quà chẳng hạn, rất là tốt ở thời điểm này, bởi vì tôi là học sinh thì tôi nghĩ là gì nhỉ? Giống như là một cái reminder, một lời nhắc nhở, hoặc là một cái the hope, cái hy vọng là tôi có thể học hành chăm chỉ hơn trong tương lai, đúng không? Thì đó. Cái này trước có chưa nhỉ? Để qua cho anh một này, Linh. Nhưng mà con học họ hôm trước là họ mốt em chị này một ta chị học học cái chủ đề này Nhưng có nhớ không? có hiện chị cho cả bài luôn Bảo cả bài ra. chữ nó cô trả lời luôn. Cậu đây là cậu có thích xem đây là cái quay em muốn này thì mình nói ra cái này ấy. Mình chỉ cần chú ý có một cái yếu tố này, thích cậu có thích xem động vật ở sở thú không ấy, thì câu trả lời có hay không thì nói chung là mỗi người có một ý kiến riêng nhá. Thì mình sẽ nói là gì đấy, to be honest, before when I was a kid, đúng không? I used to like to see animals at the zoo because I was very curious at that time. However, now when I grow up, đúng không? I don't want to see animals in the zoo anymore because I know that when all the animals are protected in the zoo, it means that, đúng không? They are not free, đúng không? And they feel uncomfortable when I see them, đúng không? In the zoo. Ví dụ thế. Tức là ngày xưa thì tôi từng thích xem những cái loài động vật ở trong sở thú. Bởi vì là tôi rất là tò mò, nhưng bây giờ thì tôi lớn rồi tôi không thích xem nữa, bởi vì tôi biết là khi các loài động vật được bảo vệ trong sở thú đồng nghĩa với cả chúng không được tự do, và tôi cảm thấy tôi không được thoải mái khi nhìn thấy chúng trong đó, đúng như thế nha. Và đâu là cái loài động vật mà mình thích thì các con chỉ cần kể tên con động vật đó, và con nó sẽ là nó symbolize, nó biểu tượng cho cái gì thôi. Ví dụ như con nói con thích cái tiger của lion chẳng hạn, bởi vì nó symbolize for the brave, cho cái sự dũng cảm, đúng không? Đấy, hoặc là nó là biểu tượng của sức mạnh, thì mình sẽ nói là gì đấy, I really like lion because, đúng không? It symbolizes for the strength, đúng không? And bravery, đúng không? And I want to be strong like the lion, đúng không? Can overcome all the difficulty and hardship in my life, đúng chưa? Vượt qua những cái khó khăn và những cái trở ngại của cuộc sống của tôi chẳng hạn. Đó, hoặc nếu không thì mình thích wild animal, mình là thích những con khác. Thích peacock, con công chẳng hạn, đúng không? Because they have a beautiful feather, những cái lông gì rất là gì rất là đẹp, đúng không ạ? Ví dụ thế, mỗi người có một cái gọi em một tùy các bạn nhé. Có nhiều loài động vật hoang dã ở Việt Nam không thì mình sẽ nói câu trả lời là gì, nó sẽ không có quá nhiều động vật hoang dã ở Việt Nam, bởi vì là gì nhỉ, Việt Nam, cái khí hậu Việt Nam thì nó không phải là một cái nơi quá là lý tưởng, đúng không, cho những loài động vật hoang dã để sinh sống. Và bạn sẽ chủ yếu là bạn sẽ nhìn thấy những loài động vật hoang dã ở trong sở thú hoặc là một số khu vực được bảo tồn, đúng không? Thì mình sẽ nói là to be honest, the weather condition in Vietnam is really not suitable, đúng không? For raising, for the wild animal to grow. You mostly see the wild animal in the zoo, đúng không? Or in some protected area in Vietnam. Ở tiếp, cái điều quan trọng để bảo vệ động vật hoang dã không thì mình trả lời gì đấy mình có thể nói là gì? Any animals or plants, đúng không ạ? Also play an important role in our ecosystem. Bất kỳ một loài động vật và thực vật nào thì đều đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái ecosystem, trong hệ sinh thái của chúng ta, đúng không? So if we lose some wild animals, it means we lose the balance, đúng không? In our natural environment. Chúng ta mất đi các loài, một số loại động vật hoang dã thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi cái balance, đúng không? Sự cân bằng của cuộc sống của chúng ta, đúng không? Because đúng không? We can't live without the animal. Chúng ta không thể sống được thiếu các loại động vật, đúng không? And animal also can't live, đúng không, without us. Và động vật cũng không thể sống như thiếu chúng ta được, đúng không? We support each other, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau chẳng hạn, ví dụ thế. Tiếp, cậu có thường xuyên xem TV về cái này không? Thì mình cũng khẳng định luôn đó là ví dụ như là gì đấy, to be honest, I have a busy schedule, to at school, so I don't have time for watching the TV program, especially wild animal, đặc biệt là những loài động vật hoang dã đâu. However, I remember when I was a kid, I used to watch some TV program on gì đấy chẳng hạn nên cái kênh kênh thế giới động vật hoang dã ở trên trên VTV là cái gì, cô không nhớ nữa. Có một cái kênh đấy thì các bạn phải đọc được cái tên nghe nhá. Nếu mà để là cái điểm của cái này mà tốt thì phải nhớ là tự tìm một cái
phải đọc được một cái tên của chương trình TV này, không nhớ nó là cái gì, nó là The World hay là cái gì đấy không nhớ nữa. Thì về cái thế giới động vật tự tìm cái về nhớ nhá, là tìm cái đấy xong mình nói là ngày xưa mình còn bé là mình thích xem chương trình này, nó sẽ thuyết phục được chưa. Đây câu này, cậu có luôn luôn make plan không, lập kế hoạch không? Do you usually make plans? Thì mình sẽ nói là gì nhỉ, I often